Bài kinh số 4: Kinh sợ hãi và khiếp đảm. Bayavera Vasuta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Setavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi Bà La Môn Janusuni đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Bà La Môn Janusuni bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, có những thiện nam tử vì lòng tin tôn giả Gotama đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, tôn giả Gotama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, tôn giả Gotama là vị khích lệ sách tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, có những thiện nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ, ta đã giúp ích rất nhiều cho họ, ta là vị khích lệ sách tấn cho họ, và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của ta. Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những trú xứ xa dắt trong rừng núi hoang du, thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, xưa kia khi ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau: thật khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, thật khó khăn đời sống viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, những sa môn hay Bà La Môn nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, do nguyên nhân nhiễm trước, thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, thân nghiệp ta thanh tịnh. Ta là một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du. Này Bà La Môn, ta tự quan sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh như trên, có ý nghiệp không thanh tịnh như trên, có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, do nguyên nhân nhiễm trước mạng sống không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, mạng sống ta thanh tịnh. Ta là một trong những bậc thánh với mạng sống thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du. Này Bà La Môn, ta tự quan sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào tham dục, có ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang du, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục, có ái dục cường liệt, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên.
Ta không có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham dục, ta là một trong những bậc thánh không có tham dục, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta không có tham dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào có tâm sân hận ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước có tâm sân hận ác ý, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm, ta là một trong những bậc thánh có từ tâm, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát ta có từ tâm như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào bị hôn trầm thủy miên chi phối, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị hôn trầm thủy miên chi phối, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không bị hôn trầm thủy miên chi phối, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn trầm thủy miên. Ta là một trong những bậc thánh không có hôn trầm thủy miên, sống tại trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát ta không có hôn trầm thủy miên như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào dao động, tâm không an tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị dao động, tâm không an tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có dao động, tâm được an tịnh. Ta là một trong những bậc thánh không có dao động, tâm được an tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta được an tịnh như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào nghi hoặc, do dự, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi hoặc, do dự, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do dự, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta diệt trừ được do dự. Ta là một trong những bậc thánh diệt trừ được nghi hoặc, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào khen mình, chê người, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước khen mình, chê người, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình, chê người, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê người. Ta là một trong những bậc thánh không có khen mình, không có chê người, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm
tâm ta không có khen mình, không có chê người như vậy. Tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay Bà La Môn nào run rẩy, sợ hãi, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân diễn trước run rẩy, sợ hãi, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có run rẩy, sợ hãi, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có lông tóc dựng ngược, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta không có lông tóc dựng ngược. Ta là một trong những bậc thánh không có lông tóc dựng ngược như vậy. Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay Bà La Môn nào ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là một trong những bậc thánh ít dục, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta là người ít dục như vậy. Tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay Bà La Môn nào biếng nhác, kém tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước biếng nhác, kém tinh tấn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biếng nhác, kém tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tấn. Ta là một trong những bậc thánh siêng năng, tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta siêng năng, tinh tấn như vậy. Tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay Bà La Môn nào thất niệm, không tinh giác, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, không tỉnh giác, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thất niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta an trú niệm. Ta là một trong những bậc thánh an trú niệm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta quan sát, ta an trú niệm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay Bà La Môn nào không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân diệm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta được định tĩnh, tâm không bị tán loạn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu định tâm. Ta là một trong những bậc thánh thành tựu định tâm, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta thành tựu định tâm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay Bà La Môn nào liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước liệt tuệ, đần độn, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy
chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, ta thành tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc thánh thành tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau. Trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mồng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta hãy đến ở tại các trú xứ hải hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, sau một thời gian, trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mùng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta đến ở tại các trú xứ hải hùng, lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối. Này Bà La Môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi. Ta khởi lên ý nghĩ, đây sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, sao ta ở đây chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chứ không gì khác, trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến. Trong hành vi cử chỉ ấy, ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đi kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không kinh hành qua lại, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang đứng. Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không nằm, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang ngồi. Này Bà La Môn, trong khi ta đang nằm mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không ngồi, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang nằm. Này Bà La Môn, có một số sa môn Bà La Môn nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngày. Như vậy ta nói rằng những sa môn Bà La Môn ấy sống trong si ác. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng ngày là ngày. Này Bà La Môn, ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau: vị hữu tình nào không có si ác, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Vị ấy khi nói một cách chân chánh về ta sẽ nói như sau: là vị hữu tình không có si ác, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Này Bà La Môn, ta tinh cần, tinh tấn, không lười biếng, ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân được khinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh, chuyên nhất. Này Bà La Môn, ta ly dục, ly các ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, giới tầm, giới tứ. Diệt tầm, diệt tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịch nhất tâm.
ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tài chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, tài chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, du duyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 100 đời, 200 đời, 1000 đời, 100.000 đời, diệu hoại kiếp, diệu thành kiếp, diệu hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết này Bà La Môn, trong đêm canh đầu, ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Với tâm định tịnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, du duyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạt nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạt nghiệp của họ. Này Bà La Môn, trong đêm canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, du duyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng tri như thật, đây là khổ. Thắng tri như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Thắng tri như thật, đây là khổ diệt. Thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thắng tri như thật, đây là những lậu hoặc. Thắng tri như thật, đây là nguyên nhân các lậu hoặc. Thắng tri như thật, đây là các lậu hoặc diệt. Thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát.
ta đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Bà La Môn, trong đêm canh ba, ta chứng được minh thứ ba: vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, diệt tâm, tinh cần. Này Bà La Môn, ông có thể có tư tưởng như sau: nay Sa Môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sống tại các thú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, chớ có hiểu như vậy. Do ta quan sát hai mục đích mà ta sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, tự thấy sự hiện tại lạc thú và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. Chúng sanh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng, vì tôn giả là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Sợ Hãi và Kiếp Đạm thứ 4.